Dạ hello, xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả cô chú anh chị. Thì hôm qua mình lên cái clip nói về cái câu chuyện của con Tiên với gia đình của con My đó. Thì cô chú anh chị biết rằng rằng là các anh em YouTube thì họ liên hệ em rất là nhiều. Khi em nói về cái câu chuyện mà các anh em YouTube đó coi như là chơi lén chơi sau lưng anh em đó, thì anh em nói rất như thế này. Có chia sẻ với em á rằng là cái câu chuyện của con Tiên với con My á, là con My nó phát biểu người này xúi người kia xúi, là câu chuyện nó hoàn toàn sai sự thật, nhưng mà không thể nào những người đó họ lên tiếng được. Họ chỉ muốn đăng tải video thôi nhưng họ không muốn nói giống như em. Bản thân em thì không được là em nói, đúng không cô chú anh chị? Câu chuyện chỗ nhàn cục cũng vậy, thì nó cũng đã sắp xếp một cách ổn thỏa, và những anh em khác thì coi như là cũng đã coi như là không quay ở dưới nhà Tiên nữa rồi, thì bây giờ là để gia đình nó tự lo. Bởi vì á quay không được gì, thấy không, giúp đỡ được tiền được bạc rồi, cái đầu là càng được tiền được bạc, cái đầu nó sanh ra đủ thứ chuyện đủ thứ trò, thấy không. Thằng có view á thì vui, đứa không view á thì buồn, cái đầu là chọt qua chọt lại, làm tới làm lui nó rất là rối. Nhưng mà số anh em người ta đã bỏ chạy, người ta không có còn ở lại quay nữa, người ta đã kết thúc để cho tự gia đình nó tự lo đi. Với lại gia đình nó cũng có người đầy đủ mà. Còn về cái câu chuyện mà chỗ các anh em YouTube á, thì họ nói rằng là em hiểu lầm, nói họ rằng là suối con My nói, nhưng mà thực chất đó là con My nó tự nó nói. Còn xuất phát tự nó nói từ đâu á thì chỉ có con My nó biết thôi, ai xúi ai làm gì như thế nào với nó thì bản thân nó biết, chứ còn bản thân em thì cũng không biết cô chú anh chị. Cho nên á em chỉ nói với tất cả cô chú anh chị như thế này, mình làm mình biết, mình đang làm trời đang nhìn, không có gì cũng vậy đó. Một số anh em YouTube họ đưa ra rất là nhiều cái bằng chứng là con My nó tự nó nói, không ai xúi hết, người ta tự quay đang quay là nó cũng nói nha cô chú anh chị, người ta đang quay nó cũng đang nói luôn. Đây đây nè, những video clip như nó như thế này nè là nó đang ngồi nói đây cô chú anh chị, không ai xúi đó chứ. Những video clip như thế này đó, thậm chí những video clip như thế này à, cô chú anh chị dạ thì anh nghiện mượn em 7 triệu, đó có nghiện đi á thì ngày hôm qua anh nghiện rồi trả em rồi, nhưng mà cũng có mấy anh nào á thì em không biết, nó là anh nghiện bỏ trốn gì đó thì cái đó thì em không biết, rồi em mới bức xúc quá em mới gọi về cho mẹ em nói như vậy. Tại có một người nào gọi cho em nói, gọi cho em, mẹ gọi cho em, rồi mẹ rồi em mới bức xúc quá em mới nói như vậy thôi. Là có một anh nào đó là gọi điện cho em nó là về trốn rồi. Dạ Rồi tính ra con My này là một cái con nó lớn rồi chứ nó không phải là còn con nít nữa cô chú anh chị. Thật sự ra anh nhàn trốn rồi gì chứ, anh nhàn trả mình 7 triệu rồi, rồi nói anh nhàn trốn rồi bắt đầu lên trển nói người ta thế này thế rồi là sao My? Nước cốt nhỏ đường trị đau lưng nhức mỏi đau xương khớp tê bì chân tay thần kinh tọa ha, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn ha. Còn đây là rượu xoa bóp và bông gân chặt tay chặt khớp xương khớp rất là tốt cho người già ha, ai cần liên hệ số màn hình nha quý vị, đúng không? Không có còn tình cũng còn nghĩa chứ. Có anh nào đó là anh nào, cái miệng mày nói ra thì mày chịu trách nhiệm chứ, mày kêu anh nào là anh nào là anh nào, đúng không? Bản thân mày nói ra kêu bé mi nghe nổi da gà quá à. Già như trái cà rồi bé gì nữa mà bé hả, mày lấy chồng lấy vợ được rồi chứ đâu còn nhỏ gì nữa mà bé chứ biết gì ở đây. Trời đất ơi, tự nhiên nó anh nhàn chốn rồi em bức xúc. Bức xúc là bức xúc cái gì? Bức xúc mày phải gọi cho thằng nhàn, mày gọi cái ủa anh nhàn ơi, người ta nói anh như vậy có không anh, mày phải gọi trực tiếp cho anh nhàn nó, anh nhàn ơi có người nào người ta đồn thổi anh đó, là trốn như vậy đó có không anh, mày có Zalo của anh nhàn trước đó nửa tiếng đồng hồ mày gọi coi như là xin nhàn cái số Zalo cái số điện thoại của Mạnh Thường Quân, nhàn nó cho. Nửa tiếng sau mày trở mặt trở quẻ trở cờ là nhàn nó trốn. Vậy thì nếu mày nghe được cái câu chuyện nhàn nó trốn rồi, nó trả mày 7 triệu rồi đúng không, thì bây giờ nó trốn mày nghĩ ôm mấy chục triệu đó giờ có cắt bạc nào không, nghe không?
ở mấy chục triệu gì đó, bây giờ kêu Nhàn sao kê đi, Nhàn nó sao kê cho đúng không? Ôm mấy chục triệu là ôm cái gì, ôm ở đâu, ôm như thế nào, tụi bay phải biết chứ. Tụi bay có Zalo, tụi bay có số điện thoại, nghe người ta nói như vậy, người ta đang giúp gia đình mình, người ta đang là ân nhân của mình. Lớn rồi, đâu phải còn con nít nữa đâu. Mà nghe người này nói, người kia gọi, người này gọi, người kia nói ra, người kia đốc vào, thì mày lớn rồi, mày phải muốn xác minh cho chính xác thì mày gọi. À, anh Nhàn ơi, người ta nói như vậy đó, anh có vậy không, anh có trốn không, hay là anh có giữ tiền của em như vậy vậy không, mà để người ta nói vậy. Dẫu sao Nhàn nó cũng là ân nhân của gia đình mày, thì mày phải nghĩ tới cái chuyện đó, mày phải nghĩ cho anh Nhàn mình. À, để những người này coi như thế nào, mình hỏi anh Nhàn trực tiếp coi ra làm sao, mình có Zalo mà, thấy không, trực tiếp mới rõ ràng. À, này mày nghe người kia, mà tao nghĩ là không nghe đâu, không bao giờ mày nghe đâu My ơi. Chẳng qua là cái bản chất, cái bản tính tụi bay nó vậy thì nó vậy thôi, chứ nói nghe nói đồ tôi nghĩ là không có nghe ở đây, vấn đề không nghe ai đâu. Nói chứ tụi bay khôn thấy mồ thiệt sự với cô chú anh chị á, tất cả những câu chuyện nào nó đều phải có dựa dựa theo câu chuyện đó, chúng ta có một cái sườn và chúng ta dựa theo đó chúng ta dựng cho một cái câu chuyện, nó nghe rất là hay, nó nghe rất là đẹp, nó nghe rất là xúc động, nó nghe rất là mình thiện cảm, thì mới có mạnh thường quân, mà có view người ta mới giúp được. Cái gì cũng vậy hết à, cô chú anh chị để ý hết. Cho nên á, khi mà sống đời sống thật đó thì nó khác đời sống là trong phim ảnh, trong video lắm. Thật sự với quý vị, khi tắt máy rồi anh em á nói chuyện với nhau thì nó khác hoàn toàn luôn, cả từ nạn nhân tới những người mà quay phim cũng vậy. Câu chuyện nào cũng có ekip, cũng có cốt truyện của nó, là mấy anh em phải dựng lên, không phải là dựng chuyện, chuyện không nói có, không phải. Dựng đây là dựng cái câu chuyện nó có xúc tích, nó có cốt truyện, bởi vì anh chị mới thấy là có cái tình trạng người này bỏ đi, người kia đi đi rồi người kia trở về, gây tranh cãi trong câu chuyện đó, làm cho câu chuyện nó sinh động hơn, làm cho câu chuyện nó nhiều người theo dõi hơn, nhiều người tương tác hơn. Bởi quý vị cứ xem video, quý vị cứ nghĩ rằng là chuyện nó diễn ra nhưng nó chỉ 50% thôi quý vị, nhưng mà câu chuyện nạn nhân khổ là khổ thật đó, nhưng mà người ta muốn làm thêm nữa. Có những câu chuyện chẳng hạn như có tiền, bắt đầu là cha, người cha trở về tranh giành tiền với con, có tiền người mẹ sẽ trở về tranh giành tiền với con, vân vân, mà mày làm rất là nhiều thứ để coi như là gây tranh cãi, gây coi như là bức xúc, bình luận nhiều, cái đầu là video có tương tác, đẩy video cao trào lên, nó là như vậy. Cô chú anh chị biết rằng á, khi con người ta cần á thì người ta cũng chấp nhận đóng diễn theo những gì kịch bản mà những người quay họ đưa ra đó. Còn cái trong câu chuyện của con My này là câu chuyện nó tự, sau khi ban đầu tôi nghĩ rằng là những anh em YouTube đó họ là những người đã xúi xúi con My, kích động My để My nói, thì bắt đầu là nhiều người họ đã nhắn tin với tôi, họ nói rằng là cái này, câu chuyện này là do con My nó tự nói với gia đình nó, chứ không ai xúi, không ai kêu nó biểu nói thằng Nhàn ôm tiền bỏ trốn hay là gì gì hết, nói là con My nó tự nói. Thì tôi ngồi tôi suy đi, tôi ngẫm lại thì cũng đúng thiệt, bởi vì lúc đó là con My nó nghĩ rằng là chưa, coi như là chưa có bật máy, thì đâm ra đó là nó đang nói chuyện với gia đình, thì bắt đầu là nó mới coi như là nói chuyện điện thoại, thì vô tình nó thốt ra những lời đó, nhưng mà cái đường like người ta đã bật rồi, có vui vậy không đó, coi như là ngoài kịch bản nha, cái này là ngoài kịch bản, ngoài kịch bản, cho nên là hả, không có cái dự kiến hay không có cái chuyện mà nó dặn dò gì trước, cái này là coi như là nó gia đình nó tự ấy à. Thì cũng chúng ta cũng nghe rằng trong điện thoại đó rằng là mẹ nghe nói trời ơi này kia cái nọ, la làng sùm trời đất, nghe không hả. Nhưng mà tôi vẫn cái thắc mắc cái chỗ rằng là
một anh YouTube ha. Nói đúng ra là tôi kêu thẳng tên luôn chứ không có gì hết, tôi cũng chả ngán thằng nào con nào hết, nó thẳng là như vậy. Nhưng mà thôi, tôi cũng không có muốn tiện nói ở đây, thấy không? À, anh coi như là anh cứ thắc mắc vài. Khi mà con My nó xuất hiện dưới nhàn livestream á, thì có ánh mắt rất là sợ sệt, có một cái thế lực nào đó vân vân và mây mây, giống như là bị ép ra câu chuyện nói. Bởi vì cái anh đó, anh có nhắn tin với tôi, nhưng mà tôi chỉ nói với anh như thế này nè, phải sợ thôi, phải hết hồn thôi. Bởi vì con My là cái con ăn đang nói bậy, nói bậy nói xấu một người, mà bây giờ cái người nó nói xấu đang ngồi kế bên nó, đang ngồi đối diện với nó, đang ngồi kế bên nó nè, nó sợ hay không? Sợ sao không sợ, đương nhiên cái gương mặt lắm la lắm lét rồi, chứ không ai mà coi như là kẹp cổ nó bắt nó nói cả đó. Thì mấy ông cũng thấy rằng là sau khi nó nói đó, nó nói là mấy ông suối, mấy ông giục nó đó. Xong tôi lên video thì mấy ông gọi nhắn tin cho tôi thì nói rằng là cái này là mấy ông không xúi giục, mấy ông cũng không nói gì hết, mà tự nó nói. Thì ok, chấp nhận tự nó nói. Thì nó nói, tôi lên tôi nói nè, con My phải xin lỗi thằng Nhàn nha, bởi vì mày sấn xa sấn xác, mày lo nghe cái tào lao bắt xế gì đâu, ân nhân của mày, ân nhân của gia đình mày, mà tự nhiên là bây giờ tự nhiên cái mày kêu người ta ôm tiền bỏ trốn quen ghệ già hơn má nó này kia, mà trong khi đó cái người bạn gái của thằng Nhàn á cũng là mạnh thường quân của gia đình mày luôn, đúng không? Vì tại sao có phải là tụi bay là cái dòng cái thứ ăn cháo đá bát không, thấy không? Đó, chị Tiên của tụi mày á là sao, là nó cũng là một người nó đang bệnh, nó đang cần tình thương của nhiều người đóng góp vô quá trình điều trị vân vân và mấy mấy, để mà coi như là một cái quá trình điều trị nó rất là tốn kém chi phí, đúng không? Mà tụi bay cứ hết sóng gió này tới sóng gió kia, cha của con Tiên á thì coi như nói thì nói cái gì không ra cái gì hết á, hỏi cái câu này trả lời câu kia, hỏi cái kia trả lời câu nọ, không ra cái đám ôn gì hết trơn. Rồi xong sau đó là cái gì á, cứ một hai cái nói là con mình là do nhờ mình đi gọi điện cho Mạnh Thường Quân mấy hôm nay cứu được, thì mình sẽ quyết định không nhận đồng tiền nào hết, mà đi xin coi như là tiền, coi như là làm xưởng, làm đồ, làm mộc, làm đồ à, nếu Mạnh Thường Quân thương. Sau khi bị Mạnh Thường Quân, người mà anh em YouTube nó kích cho mấy phát á, thì tự ái lên, nhảy dựng lên. Sau khi bị coi như mấy anh em YouTube á, người ta hỏi lại cái đào lại cái chuyện mình cờ bạc đề đó mà, thì lúc đó cũng nhảy dựng lên, không chịu, nói rằng là không có, nó lấy tổ tiên dòng họ tổ tông gì bắt đầu đem ra thề thốt tùm lum hết trơn đó. Rồi sao ân nhân của mình á, thì bắt đầu là đem ra coi như là nói xấu, nghĩ xấu về họ, rồi mai mốt ai dám giúp tụi bay nữa. Tụi bay đang nhờ cộng đồng, tụi bay là kèo dưới, dù đúng hay sai, dù như thế nào đi chăng nữa, tụi bay nên nhớ có những người ta đến, ta quay, ta chia sẻ thì tụi bay mới có ngày hôm nay, thấy không? Chứ đừng nghĩ ta lời đó ta chia sẻ, ta ôm tiền bay bỏ chạy, không có dễ ăn đâu. Bây giờ chứ có mặt, có hình ảnh đầy đủ, nó tung lên mạng, báo công an cái tám mà đời thằng Nhàn trốn còn không thoát nó, đừng có nói gì Nhàn, hiểu chưa? Đó, lên clip mà xin lỗi người ta. Bây giờ anh em YouTube người ta sợ quá, người ta bỏ hết rồi đó, thấy không? Đó là cũng vừa lòng tụi bay á, có coi như là cũng là sáng con mắt tụi bay rồi, cái gì sáng con mắt rồi chứ gì nữa, đúng không? Vậy là hết rồi, đâu còn gì nữa đâu, còn con mẹ gì nữa đâu nữa mà khóc với sầu á. Dài đồng bạc, dăm ba đồng bạc, nghĩ xấu người này, nghĩ xấu người kia á, lên án kết tội người nọ. Hoàn cảnh bi đát đáng thương trong xã hội này rất là nhiều, nó còn nhiều hơn con Tiên nữa, chứ không phải là không đâu. Còn Tiên như vậy là cái điều nó quá may mắn, trong cuộc sống nó bị gặp nạn, nhưng mà nó được, mà vẫn còn giữ được tính mạng, vẫn còn giữ được gương mặt,
vẫn còn nói được vân vân, và May vẫn còn cơ hội sống để coi như là cảm nhận cuộc sống này, không hơi thở này đó, cảm nhận cái tốt cái xấu trong xã hội, đằng nào cũng phải là phải sống. Nhưng mà anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước người ta đã góp phần góp sức, đã coi như giúp đỡ mình như thế rồi, là cái duyên cái phận mình tới đó. Đúng lý ra đó, đúng lý ra cái chuyện mà bay trước khi mà bay muốn nói mạnh thường quân hay bay muốn nói ân nhân của mình hay những người YouTube nào đó, bay phải uốn lưỡi 18 lần, bay phải hỏi lại gia đình, có nên nói hay không hay là thôi đi kệ đi rồi mai mốt coi coi nó làm sao, cái kết quả như thế nào. Bởi vì cái số tiền tụi bay nhận là không hề nhỏ, thấy không, 400-500 triệu, 500-600 triệu chứ đâu có ít. Thậm chí có nhiều người ta còn muốn xây nhà cho nữa cơ mà. Vì thì tại sao mình lại chọn cái con đường bật người khác, bật người này bật người kia? Đó là cái bản chất, đó là cái bản chất của tụi bay nó như vậy, thấy không. Cho nên á, bớt bớt lại, sống muốn người ta thương, muốn người ta yêu á, thì bớt là cái bản chất nha, bớt là cái bản chất của mình đó, để cho mình cảm nhận được, để cho mình coi như là còn nhiều người thương quý mình, thấy không. Người ta chưa cái gì hết, bắt đầu là cái này bây giờ đi lên, bắt đầu nói người này xúi người kia xúi, giờ mấy anh em YouTube nó nói không ai xúi nó, tự nó nói chứ ai đâu mà xúi nó đó. Rồi vậy đó, tụi bay nghĩ gì trong đầu, có phải là cái câu chuyện đó là tụi bay tự dựng lên, tự nói lên không, đúng không, chứ gì nữa, nó là như vậy chứ gì nữa, đúng không. Cho nên á, bản thân tụi bay phải chịu trách nhiệm với lời nói, đừng có đổ thừa cho ai. Nhàn cục là nó đủ bình tĩnh, nó đủ lý trí đó, chứ gặp cao á, là cái đầu tao nói mày cái mỏ như cái quặng rồi đó, cái mỏ nói đúng không, là như cái quặng rồi đó. Trời đất ơi, mày làm gì mà mày xúc phạm tao, mày nói là mày bôi cái đó là đúng bôi danh dự luôn á, hạ thấp uy tín bôi danh dự người khác luôn. Nói tao ôm tiền bỏ trốn rồi, rồi xong cái đầu là nói tao quen ghệ già á, rồi giữ xe tao lại, tao đâu phải tội phạm, tụi bay đâu có đủ chức năng mà để giữ xe người khác, tào lao. Cho nên á, sống ở đời đây cũng là một bài học nha, đây cũng là một bài học để mai mốt ở trên đường đời á, tụi bay á sống tụi bay phải nghĩ làm gì làm, chứ không phải là muốn nói gì nói, làm gì phải suy nghĩ thiệt kỹ thấu đáo, đó là cái gì của mình, đó là ân nhân của mình, đó là cái gì của mình, đó là những người đã từng giúp mình đó. Làm gì mà không chỉ tụi bay nói cách này, không chỉ tụi bay nói cách kia, không chỉ tụi bay nói cách nọ, thì làm sao tụi bay lấy được cảm xúc, lấy được nước mắt khán giả mà họ yêu họ thương đó. Còn những cái chuyện mà bay nói xấu người khác là do tụi bay sự xuất phát từ bản thân tụi bay chứ không ai nói chứ, nghe không. Tao nói nè, mai mốt cái nhà đó mà có người xây lên cái nhà đó, chưa chắc gia đình tụi bay hòa thuận ở được cái nhà đó, chửi nhau đuổi nhau inh ỏi tới nơi. Bây giờ có gia đình lộn xộn thì trước sau nó cũng lộn xộn rồi quý vị, nó khổ vậy đó, thấy không. Chan hòa yêu thương là nó sẽ chan hòa yêu thương, mà ngộ lắm, cái hoàn cảnh nào, tôi nói thiệt với quý vị nha, cái hoàn cảnh nào cũng vậy chứ, để cho mà coi như là nhiều thằng YouTube nó quay là coi như là trước hay sau sớm hay muộn là cũng hư bột hư đường banh chành khúc cuối hết đó, nó lạ đời vậy đó. Một thằng ngay, bởi vì nhiều cái kênh lớn họ không muốn cho quay là vậy đó. Họ muốn ai xía vô câu chuyện của họ, xía vô cái đầu là đầu là hả, thứ nhất là lộ cái kịch kịch bản họ dựng câu chuyện lên để cho nó sinh động hơn đó. Thứ hai nữa là bắt đầu là đi moi đi móc, chắc gì những người đó mà họ sống hoàn thiện hoàn mỹ đâu, hàng xóm sẽ nói, người những người gần đó sẽ nó mách sẽ nói, bắt đầu là YouTube nhiều thằng quay thì thằng nào cũng cần view á, giật cái nào lên thì nó đưa cái đó lên, mà lên thì bắt đầu là không gian trái chiều ngược chiều xuôi chiều ngang chiều tứ bề thọ địch, rồi bắt đầu lúc đó sẽ sanh ra câu chuyện, nó là như vậy đó, thật sự luôn các vị, nó là như vậy đó. Cứ mà YouTube mà nó nhúng vô nhiều là
nó thành một cái câu chuyện khác, nó không còn thương tâm mà nó sẽ gây ra tranh cãi như hiện tại. Quý vị cứ để ý đi, câu chuyện nào cũng vậy chứ. Quý vị nhớ trước đây những người Lê Thân Thiện đã từng quay từ ở ngoài đường, những đứa trẻ ngủ ngoài đường, Lê Thân Thiện quay đưa vô nhà trọ, cái view nó cắn quá, cái đầu những thằng khác nó vô nó đu, nó bám, nó ghiết, cái đầu nó quay ghiết từ nhà trọ ta đuổi ra gầm cầu ở tiếp. Trọng súng cũng vậy, từ những người mà yêu thương yêu quý trọng súng rồi đã từ 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 mấy YouTube nó dựng ghiết, nào nó cho đi bắt cá đi thục ông làm đủ trò diễn trên đời, tôi nói trên mạng xã hội ở đâu tôi không biết, chứ riêng Việt Nam này là 10 clip là dựng hết mẹ nó 11 clip rồi, tôi dám chắc với quý vị luôn. Câu chuyện thương tâm bệnh đau thì họ có cái sườn nó hơi dựng theo cái đó, nó sinh động hơn, nó thê thảm hơn. Còn câu chuyện mà coi như là xàm xí thì nó giật thì thôi chứ, đủ thứ trò. Cho nên quý vị xem, quý vị bớt tin lại, quý vị cứ xem nó trời ơi, làm gì có chuyện nó xảy ra, không có chuyện đó đâu, mấy này nó dựng chắc rồi à, cứ cho là vậy thì là ra câu chuyện nghe không. Nó mà cứ nhiều thằng quay là nó có câu chuyện, quý vị cứ để ý thử xem. Mà ngộ lắm, không coi như là video mà quý vị để nguyên chất, nguyên cái bản gốc của nó, nguyên câu chuyện gốc của nó thì chắc chắn không có người xem. Mà quý vị mà càng có drama, có tranh luận, có tranh cãi, cha đuổi con, mẹ đuổi con, chồng đuổi vợ, gì đó là nó có cái để coi. Nó lạ chỗ đó, quý vị khoái coi cái chuyện đó nên đâm ra người ta khoái dựng thế thôi. Ha, nó hợp lý mà, đúng không? Rồi, nói chung là nói đến đây thì cũng dài rồi. Xin chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị. Clip này cũng có thể là clip cuối, em không có nói về cái câu chuyện con Tiên, con My nữa. Nhưng là tại vì giải tỏa được cho các anh em YouTube, để là các anh em YouTube họ nói là họ không có dạy con My nói, mà cũng chả kích con My nói. Nhưng mà con My đó là con My nó tự nó nói, nên là cái clip này có thể là tôi nói đến đó thôi. Tôi cũng không muốn nói nhiều vấn đề này, mình còn nhiều đề tài khác để khai thác hai cô chú anh chị. Rồi một lần nữa xin chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị, hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Nước cốt nhỏ ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cô chú anh chị ha. Ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha, cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhỏ, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây, đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à, cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu so bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè à, những người mà bị có như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu bầm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu sâu bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn. Đó, cũng bao ship toàn quốc luôn. Coi như là trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000. Còn chai rượu sâu bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.